Thưa quý vị, ngày nay mỗi khi chúng ta lướt xem các trang mạng xã hội, quý vị có thể dễ dàng thấy các bài đăng về mua bán tiền giả. Đây là một hành động trái pháp luật. Nhưng vì lợi ích cá nhân, rất nhiều người vẫn tìm đến để mua. Vì đây là hành động sai trái nên những đối tượng tham gia bán hàng cũng là người có xuất thân bất hảo, có thể đã từng dính đến tiền án tiền sự. Do vậy, khi những người có nhu cầu mua tham gia giao dịch cũng sẽ có nguy cơ gặp những điều bất trắc, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tình huống sau đây mà ban biên tập muốn gửi đến quý vị là một tình huống điển hình cho câu chuyện trên. Mời quý vị cùng với Trí Thuận theo dõi để rút ra được những bài học cho riêng mình. Dạ, em xin trình bày cái sự việc của em với anh đó. Thì thật sự em có muốn trao đổi tiền thật thành tiền giả để em đi lấy tiền giả em xài. Thì em có liên hệ với cái hai thằng kia trên mạng. Alo. Alo. À, cho em hỏi em phải số điện thoại của anh Tùng không ạ? À, Tùng đây, có gì không? Ờ, dạ em xem thông tin trên mạng đó anh. Em có thấy anh có dịch vụ mua bán tiền á. Mua bao nhiêu? Dạ em muốn mua 20 triệu là giá nhiêu anh? 20 triệu giá 2 triệu. Dạ dạ dạ. Vậy khoảng chừng mấy ngày nữa anh giao cho em được ạ? À, bây giờ nhắn tin địa điểm nha. Ngày mai nhận hàng. Dạ 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 em biết rồi. Cảm ơn anh. Ok. Tôi biết mua bán tiền giả là sai, nhưng do tôi có vay tín dụng đen và bị đòi ráo riết, lúc đó túng quẫn quá nên tôi mới làm liều. Hôm đó sau khi trao đổi, người thanh niên đó có nhắn cho tôi địa chỉ và thời gian. Ngày hôm sau á, tôi sắp xếp công việc, mang theo 2 triệu rồi đi một mình tới điểm hẹn. Vì biết đây là hành động sai trái nên tôi cũng sợ mà không dám rủ ai đi theo cùng. Dạ chào anh. Tiền của em nè. Dạ anh đợi em xíu nha. Ờ, đây là số tiền của em. Lúc mà em vừa đưa tiền cho tụi nó thì tụi nó mới bất ngờ tụi nó cầm cái bình hơi cay này nè, xịt vào mắt em. Rồi cho nên nó đánh em rồi xong rồi cái nó cướp xe với cướp tiền của em luôn. Chúng tôi đã có đầy đủ thông tin về vụ án của anh. Yeah. Chúng tôi sẽ điều tra. Còn bây giờ chúng tôi sẽ xử lý anh về cái tội trao đổi mua bán tiền giả trái phép. Mời anh ký biên bản. Dạ. Yeah. Nhận thấy đây là một vụ án rất nguy hiểm với những tên lừa đảo vô cùng liều lĩnh, cơ quan công an đã có một cuộc họp khẩn cấp và lên kế hoạch để gian bẫy, tóm gọn bọn tội phạm. Sau khi phân chia công việc, các chiến sĩ công an ngay lập tức hành động và thực hiện nhiệm vụ được giao. Alo, cho hỏi có phải số anh Tùng không ạ? Thưa quý vị, nạn nhân trong tập phát sóng lần này thực sự quá liều lĩnh khi tới nơi mua bán một bình. Thật may là anh chỉ thiệt hại về tài sản chứ không có thiệt hại gì về người. Sau khi bị hại, anh đã suy nghĩ rất tích cực và đúng đắn khi lên cơ quan công an trình báo và giúp đỡ các chiến sĩ bắt gọn bọn cướp. Qua câu chuyện này, ban biên tập cũng một lần nữa cảnh báo đến quý vị, việc mua bán tiền giả là hoàn toàn trái pháp luật.
Không những vậy, việc này còn rất nguy hiểm. Chúng ta không thể nào biết rằng đằng sau bài mua bán đó là những cạm bẫy gì đang chờ đợi chúng ta.